Lippy tạm hiểu là tia sáng nhỏ nhưng mãnh liệt trong thị trường giải trí, với 4 cô gái tài năng và xinh đẹp được thành lập vào năm 2015. Chỉ khoảng 2 năm ra mắt nhưng Lippy đã có nhiều MV được yêu mến. Và lần này, MV Anh ơi Anna, một sản phẩm âm nhạc mới nhất của nhóm, được khán giả quan tâm bởi sự đầu tư về mặt hình ảnh lẫn âm nhạc. MV Anh ơi Anna hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo được thành công cho Lippy trong thời gian tới, với ý tưởng kết hợp giữa những yếu tố hiện đại và dân gian. Sẽ cùng thưởng thức Anh ơi Anna, một sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Hiền Năng, với phần biểu diễn của Lippy. Em biết là em xinh đẹp như là bao thiên thần, nhưng mà anh đừng nhìn em mãi thế. Lòng em quan ngại nếu mà cứ như thế hoài thì có lẽ con tim em cũng rung động. Vậy nên em sẽ cố ngờ để lại trong anh một chút nghi ngờ, về một cô gái chưa từng quen như vậy thôi. Mặc nhiều tin nhắn em làm thinh chẳng trả lời đâu dù cho vắt xin, vì là con gái em đâu có thể vội vàng. Người chàng trai ơi hãy cố lên nào, lên là anh nhé, vì em đã thích anh từ lâu. Chẳng phải là được. Cảm ơn phần minh họa của vũ đoàn Star và xin được chào đón 4 cô gái rất là xinh xắn, trẻ trung và dễ thương đến với MV Top Hits. Chúng ta cùng vỗ tay lớn hơn cho 4 gái của chúng ta được không ạ?
Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và đầu tiên anh Quân xin được chúc mừng các em, bởi vì các em đã có một MV rất là dễ thương, Anh ơi anh à, đã lọt vào trong chương trình MV Top Hits và được khán giả bình chọn yêu thích. Và thưa quý vị, là nhóm Lippy là một nhóm với 4 thành viên đã được phát hiện từ cuộc thi âm nhạc We Need You của ca sĩ Ông Cao Thắng. Và năm 2015 thì các bạn đã được trở thành một nhóm nhạc, nhưng mà phải mãi sau đó, sau một thời gian tập luyện rất là nhiều, thì các bạn mới ra mắt khán giả được có hơn một năm nay mà thôi. Vậy thì các bạn hãy nói gì về hành trình một năm vừa qua của các bạn ạ? Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Và trước tiên thì em xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả đang có mặt tại đây và cũng như là quý vị khán giả đang xem trực tiếp ạ. Dạ, và em xin được trả lời câu hỏi của anh. Thì một năm qua thì cũng không phải là một thời gian dài, nhưng mà tụi em đã được đứng trên sân khấu, được trải nghiệm qua rất là nhiều cái sân khấu lớn nhỏ. Và điều mà tụi em đặc biệt nhớ nhất đó chính là tụi em được tham gia cuộc thi The Remix. Thông qua cuộc thi thì tụi em đã được trải nghiệm rất là nhiều thứ. Và từ cuộc thi đó tụi em đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Cho đến bây giờ là các quý vị khán giả có thể thấy một Lippy trưởng thành hơn lúc mà mới debut rồi ạ. Và các bạn biết rằng là rất là nhiều khán giả đã nói với chúng tôi và nói với anh Quân rằng là dường như là trong cái clip Anh ơi anh à này thì các bạn đã có một chút thay đổi phong cách một xíu, tức là không còn teen, không còn nhí nhảnh như là những cái sản phẩm âm nhạc trước đó. Thì đây có phải là một cái định hướng mới của các bạn hay không ạ? Dạ, theo định hướng của công ty thì tụi em sẽ có nhiều sự thay đổi hơn là trong những cái phong cách vừa qua. Và phong cách tiếp theo mà tụi em sẽ chọn đó chính là sẽ hơi sexy một chút và cá tính hơn một chút nữa ạ. Cảm ơn các em rất nhiều. Và anh Quân cũng như tất cả quý vị khán giả luôn luôn mong muốn sẽ được đón nhận những sản phẩm âm nhạc mới của các em, luôn luôn là lúc nào cũng rất là trẻ trung, tươi mới và rất là hot và được đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ yêu mến. Các bạn có đồng ý không ạ? Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thêm một bản nhạc nữa của Lippy được không ạ? Dạ vâng ạ. Và bây giờ Lippy sẽ xin gửi đến tất cả các quý vị khán giả là một ca khúc mà ca khúc này Lippy đã lựa chọn để là ca khúc debut cho mình, nhưng mà đã được remix lại và đã được trình diễn ở trong chương trình The Remix năm nay. Ca khúc được mang tên Love You Want You. À. Xin mời mọi người cùng thưởng thức ạ. My kicks, they cost a stack. Love you, love you, love you.
kicks, they cross the stack. Thank you. Xin cảm ơn bốn cô gái trong nhóm Libby và xin được gửi tặng các em một kỷ niệm chương của chương trình MV Top Hits để đánh dấu và chúc mừng cho MV của các em đã lọt vào trong những MV yêu thích nhất trong tháng. Chúng ta cùng một lần nữa dành một tràng vỗ tay để cảm ơn phần biểu diễn rất dễ thương của nhóm Libby. Dạ vâng ạ, em cũng xin cảm ơn những tình cảm cũng như là những sự ủng hộ mà trong thời gian vừa qua tất cả mọi người đã dành cho MV Anh Ơi Anh À cũng như là Libby. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.